dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 học sinh tiêu biểu. Sau đây, xin mời các học sinh có tên sau lên sân lễ nhận học bổng. Xin được kính mời Nguyễn Trần Gia Bảo, lớp 11B2, Trần Quốc Cường, lớp 11B4, Nguyễn Thị Bích Hằng, lớp 11B6, Diệp Thị Ngọc Yến, lớp 11B9, Bùi Đinh Anh Thùy, lớp 11B10, Lương Thị Bích Phấn, lớp 11B11, Lê Thị Ánh Như, lớp 12C3, Lê Chí Phát, lớp 12C7, Ngô Thị Minh Thi, lớp 12C8 và Lục Thùy Lan, lớp 12C9. Xin mời các học sinh có tên chúng ta nhanh chóng tiến về sân lễ. Trân trọng kính mời thầy Trần Văn Hoa lên trao học bổng. Thank you.